Dưa hấu giúp quý ông phục hồi phong độ. Dưa hấu có thể giúp quý ông phục hồi phong độ nhờ vào một hợp chất hiện diện trong dưa hấu có tên là citrulline. Ngọt và tràn ngập nước, dưa hấu đã đóng gói vô số chất chống oxy hóa đầy y lực vốn có trong tự nhiên. Do vậy, dưa hấu đang vào mùa giá rẻ, dạ gì không mua để thưởng thức. Dưa hấu được xem là nhà máy tổng hợp vitamin C và vitamin A. Nhất là bậc tiền bối của vitamin A là beta-carotene. Ngoài những chất trên, dưa hấu còn chứa rất nhiều chất lycopene. Khi những chất kể trên được đưa vào cơ thể, chúng sẽ hô biến những gốc tự do vốn có gây hại cho cơ thể. Gốc tự do là những vật chất trong cơ thể có thể thực hiện sự hủy diệt hoàn lọt, vì thế sẽ gây tác hại trầm trọng cho cơ thể. Gốc tự do có thể thực hiện quá trình oxy hóa cholesterol, làm cho cholesterol dễ dàng bám vào những thành mạch máu. Từ đó, gây ra những phiền toái cho cơ thể mà nghiệt ngã nhất là những cơn nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Những nghiên cứu gần đây còn cho thấy rằng, gốc tự do làm cho việc hèn suyễn càng trở nên trầm trọng do chúng có thể làm hẹp khí quản. Gốc tự do cũng hùa theo sự viêm ở những bệnh nhân bị viêm khớp, thấp khớp và càng làm cho khớp trở nên mệt mỏi hơn. Gốc tự do cũng có thể gây tổn hại những tế bào ở màng ruột, từ đó dẫn đến ung thư ruột. Thật là may, vitamin C và beta-carotene vốn có nhiều trong dưa hấu, có khả năng giải tán các gốc tự do trong cơ thể và cũng có thể phục hồi những tổn hại của cơ thể do gốc tự do gây ra. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, nếu sử dụng các loại thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin C và beta-carotene cao thì sẽ làm giảm tần suất rủi ro các bệnh tim mạch, hỗ trợ những bệnh nhân hen suyễn, cải thiện những bệnh về khớp. Một chén dưa hấu đã chứa khoảng 24,3% lượng vitamin C và 11,1% lượng vitamin A cần thiết cho một ngày. Một chất khoáng oxy hóa nổi tiếng khác có rất nhiều trong dưa hấu là lycopene. Chất này kiêm thêm một dược tính ăn tiền khác là tính kháng ung thư. Không như những loại dinh dưỡng thực vật khác, vốn chỉ được nghiên cứu trên súc vật, lycopene đã được vinh hạnh thử nghiệm trên người và đã được chứng minh rằng lycopene có khả năng kháng rất nhiều loại ung thư. Những dạng ung thư mà lycopene là khắc tinh bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư nhũ hoa, ung thư nội mạc tử cung, ung thư phổi, ung thư đại tràng. Một nghiên cứu được xuất bản trong chuyên san American Journal of Clinical Nutrition cho thấy rằng những người bị polyp đại tràng thì có hàm lượng lycopene trong máu thấp hơn 35% so với những người không bị polyp. Còn hàm lượng của beta-carotene trong máu của những bệnh nhân bị polyp đại tràng thấp hơn những người không bị polyp tới 25,5%. Dưa hấu cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể do có chứa nhiều vitamin nhóm B, vốn là những loại vitamin có chức năng tạo năng lượng cho cơ thể. Dưa hấu được cho là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin B1 và B6. Ngoài ra còn có thêm magnesium và potassium, kali. Dưa hấu chứa nhiều nước và lượng collagen thấp hơn nhiều so với những loại trái cây khác. Một chén dưa hấu chỉ chứa khoảng 48 kcal, rất lý tưởng cho những người muốn có thân hình gọn gẽ. Một tin vô cùng hân hoan cho giới mài râu là dưa hấu có thể giúp cho quý ông phục hồi phong độ nhờ vào một hợp chất hiện diện trong dưa hấu có tên là citrulline. Nhờ vào một số enzyme có trong cơ thể, chất citrulline sẽ được chuyển hóa thành arginine. Arginine vốn dĩ là một amino acid, acid có tác dụng rất tốt trên hệ tuần hoàn tim mạch. Arginine trong cơ thể sẽ là cộng sự đắc lực cho chất nitric oxide, vốn có tác dụng làm giãn mạch, có nghĩa là tác động theo một cơ chế tương tự như Viagra, nên có tác dụng hỗ trợ sự rối loạn cương dương cũng như ngăn ngừa các kẻ phá bệnh hạnh phúc lứa đôi này. Vậy thì quý ông còn ngại gì mà không ăn dưa hấu để có sức mà chiến đấu? Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Đừng vắt chanh bỏ vỏ, hãy lấy nó để nhai trong 5 phút. Kết quả bất ngờ xảy ra, khiến hàng triệu đàn ông và phụ nữ làm theo. Chanh tươi được nhiều người biết đến với công dụng làm đẹp từ trắng da, xóa mờ vết thâm, ngăn ngừa buồn. Thế nhưng ít người biết rằng, những chiếc vỏ chanh mà chúng ta vẫn bỏ vào salad sau khi vắt xong lại chứa các tinh chất dầu thơm, chất chống oxy hóa, giúp đặc trị hôi miệng, đánh bạc cao răng, mảng bám ố vàng, giúp hàm răng trắng sáng chỉ sau vài lần sử dụng. Hãy tham khảo công thức sau đây để có thể tẩy trắng răng chỉ nhờ vào chiếc vỏ chanh. Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả chanh tươi, 2 thìa cà phê muối miệng, 1 chiếc bàn chải đánh răng, chén và thìa. Cách làm: chanh mua về rửa sạch dưới vỏ nước rồi ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng trong 10 phút. Sau khi ngâm chanh xong thì cắt làm đôi, bắt lấy một thìa nước cốt chanh cho vào chén nhỏ. Phần vỏ chanh thì dùng dao cắt bỏ ruột và cùi trắng, một phần vỏ thì băm nhỏ vào chén nước cốt chanh tươi, một nửa thì thái sợi nhỏ để nhai. Cho một thìa muối miệng vào chén nước cốt chanh và vỏ chanh rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Cách sử dụng: súc miệng bằng nước ấm trong 1 phút rồi nhổ đi. Việc này sẽ làm sạch một phần nào đó vi khuẩn cùng mảng bám của thức ăn sót lại trong khoang miệng. Nhúng chiếc bàn chải đánh răng vào chén hỗn hợp nước cốt chanh, vỏ chanh và muối. Đánh răng như bình thường. Chú ý đánh răng theo chiều dọc từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đánh răng trong khoảng 1-2 phút để hỗn hợp làm sạch khoang miệng rồi súc miệng lại với nước ấm. Tiếp đến, lấy phần vỏ chanh cho vào miệng để nhai thật kỹ trong vòng 3-5 phút. Khi đó, nước bọt tiết ra hòa quyện với tinh dầu của vỏ chanh sẽ giúp đánh bạc mảng bám, đồng thời trị sâu răng hiệu quả. Khi nhai xong thì nhổ ra, lấy một cốc nước muối pha loãng, súc miệng để kết thúc. Thực hiện công thức này 2-3 lần mỗi tuần. Chỉ sau một thời gian thực hiện, hàm răng trắng sáng hơn, tình trạng sâu răng, chảy máu chằng răng đều cải thiện rõ rệt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách giúp vùng kín hồng hào và se khít chỉ với 10.000 đồng. Vùng kín thâm đen và giãn nở sau sinh là vấn đề mà không ít phụ nữ gặp phải. Để giải quyết điều này, bạn có thể dùng một phương pháp dân gian rất hiệu quả mà nhiều phụ nữ Việt Nam tin dùng. Có nhiều nguyên nhân khiến vùng kín thâm đen và giãn nở. Trong đó, nguyên nhân chính là sự thay đổi hormone và việc mặc quần áo bó sát quá chật. Để làm vùng kín hồng hào, nhiều người thường dùng đến các phương pháp phẫu thuật, tiêm, phun, xăm. Tuy nhiên, việc này có thể gây hại cho vùng da vô cùng mong manh, nhạy cảm này. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng chính những biện pháp tự nhiên để làm đẹp vùng kín, giúp tự tin hơn trong chuyện chăn gối. Nguyên liệu: 2 quả chanh, 2 nắm to lá trầu không, muối, nồi nước, dầu. Cách làm: Bước 1. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị nồi nước xong. Bắt nồi lên bếp đun sôi 2 lít nước. Trong khi chờ nước sôi, bạn chuẩn bị hỗn hợp muối và chanh để tẩy tế bào chết cho vùng kín. Chọn muối hạt miệng nhỏ để không làm tổn thương vùng da nhạy cảm này. Bước 2. Lấy muối cho vào chén, vắt vào nửa quả chanh, trộn đều. Bước 3. Khi nước sôi, cho hết số lá trầu không vào, thêm 2 muỗng muối. Trước khi cho vào, vò nhẹ cho lá hơi nát. Đậy vuông, mở lửa nhỏ 5 phút tắt bếp. Bước 4. Lấy phần muối và chanh vừa chuẩn bị, nhẹ nhàng thoa đều phía ngoài vùng kín, nhất là vùng da ở bàn, đùi, để tẩy tế bào chết và làm sáng da. Không massage vào sâu, rửa sạch với nước. Bước 5. Đổ phần nước trầu không trong nồi ra một cái chậu và xông vùng kín với hơi nước nóng này. Trước khi xông, phải kiểm tra để đảm bảo nước không nóng quá, gây bỏng. Bước 6. Xong cho đến khi hơi nước bốc hơi hết. Dùng nước còn lại pha thêm nước lạnh cho hơi ấm và rửa vùng kín nhiều lần. Làm 2 lần trên tường, bạn sẽ có vùng kín se khít, hồng hào như thời con gái.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tin vui, tế bào ung thư bị tiêu diệt trong vòng 42 ngày bằng ly nước ép đã thành công ngoài mong đợi. Cả thế giới đang mở tiệc để ăn mừng. Judy Burch đã dành cả cuộc đời để tìm cách chữa bệnh ung thư và cuối cùng, vị nhân sĩ người Áo này đã thành công. Biện pháp của Judy Burch nằm ở chế độ ăn hàng ngày, chỉ với một ly nước ép hỗn hợp dễ làm. Ông đã giúp hơn 45.000 người bị ung thư và các bệnh nan y khác điều trị bệnh hiệu quả. Sau đây là cách tiêu diệt triệt để tế bào ung thư chỉ trong 42 ngày mà thuốc dân gian hay tổng hợp lại. Chuẩn bị: củ cải đường hay còn gọi là củ dền 550g tương đương với 55%, cà rốt 200g tương đương với 20%, càng tây 200g tương đương với 20%, khoai tây 3g tương đương với 3%, củ cải trắng 2g tương đương với 2%. Thực hiện: gọt vỏ, rửa sạch và cho vào máy xay sinh tố. Cho đến khi tất cả đã được xay nhuyễn thành một hỗn hợp đồng nhất thì đổ ra ly và thưởng thức. Uống hết một đợt thì tiếp tục làm một đợt khác. Hiệu quả thu được: ly nước trái cây đặc biệt này sẽ tăng cường hệ miễn dịch, làm sạch máu và cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Điều quan trọng nhất hơn cả là nó đã được chứng minh có hiệu quả cực cao trong cuộc chiến chống lại các tế bào ung thư. Chế độ chỉ uống hỗn hợp 5 thành phần trên liên tục trong 42 ngày sẽ khiến các tế bào ung thư chết đói, trong khi sức khỏe tổng thể của bạn lại được cải thiện triệt để. Ghi chú: nguyên liệu sử dụng phải là rau quả hữu cơ, không nhiễm hóa chất. Nhớ không lạm dụng nó như mức tiêu thụ của các loại nước trái cây, chỉ uống nhiều như cơ thể đòi hỏi. Lợi ích của củ cải đường hiếm người biết là gì? Củ cải đường dồi dào chất chống oxy hóa C, B1, B2, vitamin B6, axit folic, bentozoic và các khoáng chất như kali, phosphor, magie, canxi, natri, sắt, kẽm. Màu đỏ trong củ cải đường hay củ dền đến từ chất beta-cyanin. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh củ dền được coi là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất và cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị chống lại bệnh bạch cầu, ung thư. Bởi củ cải đường chứa nhiều ở betaine là loại axit amin có tính chất chống ung thư mạnh. Nhiều nhà nghiên cứu xác nhận rằng betaine khi hấp thụ vào cơ thể sẽ phá hủy các tế bào như khối u. Thêm vào đó, nó còn là một chất chống viêm và chống oxy hóa cực mạnh. Đối với người khỏe mạnh, tiêu thụ của dền sẽ tăng cường chức năng của gan và túi mật, ngăn ngừa táo bón, chữa chứng đau đầu, đau răng, kiết lỵ và những vấn đề về xương khớp, da dẻ, kinh nguyệt. Đặc biệt, củ cải đường cực kỳ có lợi cho phụ nữ mang thai vì nó chứa hàm lượng axit folic. Quả thật của dền là một cây thuốc không thể thiếu trong mọi chế độ ăn uống, tốt cho sức khỏe hay điều trị bệnh tật. Chúc bạn và gia đình sống khỏe mỗi ngày.